Kiểu một, để con cho anh đi. Cô này mới 23 tuổi thôi, vừa chia tay bạn trai vào 2 ngày trước. Lý do vì anh ta muốn cô đẻ con cho ảnh, hay nói đúng hơn là trap boy đó. Trap này lạ lắm nha, cô này cổ nói cổ không có định có con cho đến khi có bằng giờ và được nhận vô làm ở một trường đại học. Nói chung tương lai sáng sủa đó. Vậy nên hai người thường dùng bờ cơ sở, thậm chí dùng gấp đôi. Bạn trai thì không có vấn đề gì. 2 ngày trước, cô này đang đi tắm và thư giãn nghe sách nói. Đang chiêu thì nghe tiếng lò vi sóng kêu. Cô nghĩ rằng bồ cổ đang làm đồ ăn hay gì đấy. Cô chợt nhớ cô có cái đồng hồ hẹn giờ quả trứng, định mang vô dùng để không ngủ quên. Cô bèn nóng bỏng ướt át chạy ra để lấy thì thấy anh bồ đang lục lọi gói thuốc của cổ. Thì ra đây là cách anh ta nói, để con cho anh đi. Hóa ra, ông nội này lấy thuốc tránh thai bỏ vô lò vi sóng đặng làm hư nó đi. Bị cô này bắt tại trận. Xong ông này bắt đầu ca. Ông ca bài anh đã có công việc ổn định, rằng em nên có con với anh đi. Cha này 26 tuổi, cô này nổi điên, đuổi ông này ra khỏi nhà luôn. Buồn cười là, gói thuốc mà ổng bỏ vô lò vi sóng là gói thuốc nhuận tràng của cô này. Hai gói thuốc nhìn na ná nhau. Nên cô này không nhịn được cười, mặc dù vừa đuổi người ta. Cô này sau đó bị mẹ chồng tương lai gọi mắng vốn, nói cô là trẻ con khi chia tay ông này mặc dù biết những gì ổng làm không thành công. Ô cơ mẹ chồng, vậy đó, ở Việt Nam thì có vụ vắt chanh bỏ vỏ. Qua Mỹ thì tự nhiên thấy ngược ngược sao á. Kiểu 2, dọn nhà cho anh đi. Cặp này 28-29 tuổi, đã kết hôn. Có ai tự hỏi đời sống sau hôn nhân sẽ như thế nào không? Một vấn đề nan giải của các cặp đôi là việc dọn dẹp. Nói nôm na là ở sạch đó. Cặp này hẹn hò được 3 năm xong mới cưới. 3 năm hẹn hò đẹp biết bao nhiêu. Anh này lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Đùng cái kết hôn xong, mọi thứ quay ngoắt 180 độ. Anh chồng không dọn dẹp nhà cửa nữa, kêu làm gì cũng không làm, đùng cái rất lười. Thậm chí giống như anh ta muốn làm mọi thứ bẩn bựa vậy. Chị vợ cũng không vừa, chỉ đình công bằng cách chị không dọn luôn, coi ai lì hơn ai. Kết quả là chị không ở nhà nổi. Nguyên ngày chị qua nhà bà chị ruột ở vì ở nhà dơ và bốc mùi quá không chịu được. Tối thì về nhà ngủ. Anh chồng chả thèm quan tâm chị vợ có về nhà hay không. Chị vợ xì trách kinh khủng. Chị vợ nói đây đâu phải là người mà chị kết hôn đâu. Chị muốn ở nhà nhưng chị không phải người giúp việc để mô tả tí cho mọi người hình dung xem nhà cửa bừa như thế nào. Anh chồng ăn xong quăng thức ăn đầy bồn rửa. Rác vương vãi khắp nơi. Thùng rác chất đống. Quần áo chưa giặt cũng chất đống. Đồ ăn đồ hộp đi đâu cũng thấy do anh này không nấu ăn. Chén đĩa cao tận trời. Trời đất, kiểu này cơ mấy cái kênh làm clean up qua dọn được nè. Chắc cũng triệu view, hồi đó ảnh đâu có vậy. Hồi đó ăn xong là rửa, rác thì luôn dọn, quét nhà, hút bụi, thỉnh thoảng giặt đồ và không bao giờ ăn trên giường. Sao giờ kỳ vậy, hỏi ra mới biết. Chị vợ nói chuyện với anh chồng, định bụng ly hôn luôn. Anh chồng lúc này nói rằng, em mới là đồ ở dơ, mình cưới nhau rồi thì việc dọn dẹp không phải việc của anh nữa, không phải việc của anh nữa, không phải việc của anh nữa, không phải việc của anh nữa. Mấy lời này vọng lại trong tâm trí chị vợ như cái chuông nhà thờ khi đôi ta từng làm lễ. Chị vợ muốn tăng xông lên máu thì bởi, lúc quen nhau thì cái gì cũng màu hồng cả. Cưới về rồi thì mới biết. Tội mấy chị vợ ở Việt Nam gặp mấy ông chồng về thì có nước cắn răng thôi. Cũng may là cặp này chưa có con. Kiểu 3, em sao bằng anh được. Ở đâu lòi ra được một câu chuyện nam tính độc hại là đây. Cô này thì 32 tuổi, chồng cũ xén cưới thì 31 tuổi. Họ quen nhau được 4 năm. Lẽ ra tháng sau là đám cưới đó. Cuối tuần rồi, anh này đi dự một bữa tiệc cưới của một người bạn thân. Có rất nhiều hình và video. Cô này thì không có xài mạng xã hội nhưng bạn bè của cổ lẫn anh này thì có. Và họ đã được thấy và nghe hết mọi thứ. Anh này say. Khi say thì chắc người ta hay nói thật. Anh này luôn miệng nói rằng ảnh ghét phải nghĩ rằng cô hơn ảnh. Anh nói anh hay làm nhiều chuyện khiến nhỏ này phải vất vả vô cớ. Ví dụ như đồ đặt thì để cao hơn nhỏ này cho nhỏ này khỏi với tới, hay đồ nhỏ này cần thì giả bộ làm hư hỏng. Anh nói anh làm vậy để nhỏ này thấy cần ảnh hơn. Cô này thì làm y tá. Anh này thì làm marketing và ảnh nói anh thấy không công bằng khi công việc cô này quan trọng hơn của ảnh. Cô này sắp thi vào quân y, coi bộ kỳ thi quan trọng lắm. Còn anh này ảnh hy vọng rằng cô sẽ thi trượt. Trời đất ơi, ganh tị với cả vợ sắp cưới luôn hả? Cô này biết chuyện từ bạn bè mình, đau lòng kinh khủng. Anh này thì đổ thừa tại rượu làm mờ mắt, nói sằng nói bậy thôi. Nhưng mà đâu phải nói có một lần, tin nhắn của ảnh với bạn bè và anh em trong nhà cũng toàn có đại ý là mong vợ thất bại. Đúng là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Ảnh còn muốn tìm cách để cô này khỏi làm y tá để công việc của ảnh quan trọng hơn. Ủa, bộ trên đời có mình marketing là nghề chắc chuyển tới tai mẹ chồng tương lai, bà cũng xấu hổ thay con trai mình. Mà nói gì thì nói, cô vợ cũng mạnh mẽ lắm.
chia tay dứt khoát, dọn ra khỏi nhà luôn. Đám cưới, thuê nhà các kiểu, hủy hết. Anh này thì năn nỉ hết lời nhưng không. Làm sao mà được chứ? Đi hạ thấp người ta chỉ vì cái tôi bé nhỏ của mình. May cho cô, tránh được một đời chồng. Kiểu 4, tiền em trả, tiền anh giữ. Mới nghe chuyện này chắc hết hồn luôn. Vợ chồng kiểu này thì sao gọi là vợ chồng nhỉ? Hai vợ chồng người U50 người U60 cưới nhau được 3 năm, mà giờ mới lòi ra chuyện tiền nong rắc rối quá trời quá đất. Chuyện là chị vợ bán nhà riêng của mình để qua dọn vào ở chung nhà anh chồng cho đỡ chi phí. Hai người cũng có làm hợp đồng tiền hôn nhân, rõ ràng rành mạch tài sản lắm. Ai dè, anh chồng có tính ki bo ngầm. Ảnh muốn chị vợ trả hết mọi hóa đơn trong nhà, vì cho rằng chị tiết kiệm tiền hơn. Ủa alo, anh cũng có trả tiền nhà đâu mà so sánh kỳ vậy. Mà đâu phải chỉ có vậy, chị vợ còn làm đủ thứ việc nhà, từ nấu nướng đến dọn dẹp, chăm sóc vườn tược các kiểu. Trong khi đó, anh chồng thì ngồi mắt ăn bát vàng, chỉ hưởng thụ thành quả của vợ. Mà lương hưu của ảnh mỗi tháng cũng kha khá 2.000 đô đó, vậy mà còn đòi hỏi vợ phải chia đôi tiền sửa chữa nhà cửa. Bình thường hồi đó ở một mình thì ảnh chịu tự chịu tiền hóa đơn. Còn bây giờ chị vợ chịu rồi, thì ảnh cũng phải có tiền dư ra chứ. Chị vợ phản kháng lại, thế là ảnh dọa đuổi đi. Lý do của ảnh là, ở chung thì phải chịu tiền chung chứ. Vậy sao không chịu tiền hóa đơn chung với chị vợ đi? Chị em nào rơi vào hoàn cảnh này chắc cũng tức ói máu lắm. Nhưng mà chị vợ này cũng mạnh mẽ lắm nha, không chịu nhún nhường đâu. Đời còn dài, gái còn nhiều, tội gì phải chịu đựng ông chồng keo kiệt như vậy. Nên chị vợ âm thầm ngưng trả tiền và kiếm nhà ra ở riêng. Kiểu 5, không có mặt hở nhe. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đi du lịch mà cũng drama quá nè. Chị gái này đi tắm biển với gia đình, bạn trai ở nhà mà cũng đòi kiểm soát, bắt chị mặc quần đùi cho kín cổng cao tường. Chị cũng hiền, từ đại cho qua chuyện, nhưng mà đi chơi với gia đình, tự nhiên chỉ bận quần đùi chỉ vì bạn trai yêu cầu vậy. Bố mẹ, anh chị chịu để yên cho chắc. Thế là chị lật kèo, không mặc nữa. Ai dè, bạn trai ở nhà xem video, thấy chị mặc váy, thế là nổi trận. Nói chị phá vỡ niềm tin, rồi thất vọng các kiểu. Trời đất, có cái quần đùi mà làm quá lên vậy. Chị cũng giải thích là vì gia đình sẽ không thích chị này bị bồ kiểm soát ngay chỉ việc ăn bận, nhưng ảnh đâu có nghe. Lại còn so bì tình cảm với bố mẹ chị nữa chứ. Đúng là ghen tuông mù quáng, gia đình chị thấy vậy, phiên chia tay luôn cho rồi. Kiểu bạn trai này mà cưới về chắc ngày nào cũng bị quản thúc như gái ngoan. Kiểu 6, anh không nuôi đâu nhưng em cũng không được bỏ con. Cô gái này mới 22 tuổi thôi. Chẳng may qua lại với người yêu, xong chia tay, xong không may dính bầu. Mà chuyện có bầu ngoài ý muốn đã khổ rồi, người yêu cũ với gia đình ảnh còn làm quá trời quá đất lên nữa chứ. Vì còn nhỏ, mà xác định là không thể nào nuôi được, thân mình lo chưa xong, nên cô này mới quyết định sẽ không giữ. Chuyện này quả thật không dễ dàng gì. Nhưng gia đình người yêu cũ lại làm mọi chuyện khó nhằn hơn. Họ muốn cả hai quay lại đặng có cháu bồng, bắt cô này bỏ học làm mẹ hiền dâu thảo. Cô này mới nói thẳng nếu muốn thì hãy tự nuôi đi. Lúc này vấn đề lòi ra, họ không muốn và không có khả năng hỗ trợ nuôi. Họ quay ngược lại công kích cô này, nói cô là quái vật đủ kiểu. Ủa, muốn thì phải hỗ trợ chứ đâu mà cứ nói không vậy được. Kiểu 7, nhà của em nhưng theo ý anh. Chuyện này cũng khá mắc cười. Ở Mỹ thì họ cũng rõ ràng chuyện nhà cửa. Nhà ai đứng tên thì có quyền. Cô này mua nhà được 5 năm với khoản thừa kế từ bà. Lúc đó, mọi người ai cũng thích nhà cao cửa rộng mà không để ý gì đến sân nhà. Cô này thì chọn mua một căn nhà nhỏ với một khoảng sân sau rộng rãi. Bạn trai cô cũng dọn về nhà cô ở cùng được 1 năm. Sống thử vậy cũng lắm lúc lòi ra mặt xấu của nhau thật. Anh này thường xuyên than phiền về cách bày trí của cô trong nhà. Ví dụ, ảnh không thích cách cô phơi đồ trên sân cỏ ngoài trời. Hoặc làm vườn không đúng ý ảnh mà ảnh chả bao giờ làm vườn. Cao trào nhất là chuyện cô nuôi gà. Cô xin được giấy phép nuôi, tự tay xây chuồng trại, có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Vậy mà anh này cứ cằn nhằn, nói nhà thành cái sân kho, rồi gà bẩn thỉu các kiểu. Trong khi đó, nhà hàng xóm người ta nuôi cũng bình thường. Cô này nhịn hết nổi, đuổi anh đi ra. Anh bắt đầu thể hiện thái độ lơ, im re. Anh này lúc dọn vào cũng có trả tiền nhà cho chị này, nhưng mức trả thấp hơn rất nhiều so với đi thuê. Nên giờ bị đuổi thì cũng hơi rén. Kiểu 8, tiêu chuẩn kép. Đàn ông đánh phụ nữ thì là vũ phu, bạo hành gia đình. Còn ngược lại thì sao? Anh bồ 28 tuổi và chị bồ 24 tuổi, khoảng 6 tháng nữa kết hôn. Tuần trước, hai người cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhưng tự nhiên bị xé ra to. Khó căng thẳng. Anh này cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cô này quyết định bình tĩnh cái quần què và tán anh này một phát đau điếng. Anh này sốc luôn. Ảnh nói cô này phải rời đi.
Do dự một hồi, cô cũng đi. Xong, anh cân nhắc chuyện hủy hôn thì bị bạn bè và gia đình phản kháng dữ dội, ý là vì có một chuyện nhỏ như vậy thôi mà đòi chia tay. Anh này ấm ức lắm. Nếu giới tính đảo lộn thì sao, chả phải anh này cũng sẽ bị đuổi đi, thậm chí kiện luôn ấy. Mọi người thì nói anh làm quá, anh đang cố tình trở thành nạn nhân, giả đò như là nạn nhân bạo hành gia đình thật vì anh quả thật là cao hơn cô kia. Vậy nên không có chuyện cô kia có thể bạo hành anh được. Của hoang mang tột độ, cảm xúc của mình như thế nào thì mình nói như vậy nhưng bị phủ nhận gần hết là sao? Kiểu 9, kiểu này đúng nghĩa gia trưởng. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, có ai ngờ được có bầu mà bạn trai còn chơi chiêu như vậy không? Chị gái này 25 tuổi thôi, quen ông này 40. Gần đây thì phát hiện mình đang mang thai đứa con đầu lòng, đang vui mừng hạnh phúc thì ông bạn trai làm cái chuyện động trời. Chuyện là chị gái này có sở thích sưu tầm búp bê từ hồi 12 tuổi. Sau 13 năm, chị có cả một bộ sưu tập đồ sộ, để khắp nhà. Bạn trai chị cũng biết chuyện này, đôi khi còn mua búp bê tặng chị nữa. Chị thì cũng trưng bày búp bê trong nhà. Ông này cũng có chỗ riêng của ổng cho sở thích của ổng. Tưởng lớn thì cũng trưởng thành chứ. Ai dè, nhưng lúc chị đi vắng, ông ta ra tay vứt hết bộ sưu tập của chị đi. Lý do là vì chị sắp làm mẹ rồi, phải bỏ mấy thứ trẻ con này đi. Trời ơi, có cần ép cũng vậy không? Chị gái về nhà, thấy bộ sưu tập yêu quý biến mất, khóc hết nước mắt. Hai người cãi nhau một trận kinh thiên động địa. Chị thì tức giận vì bạn trai tự ý vứt đồ của mình, anh ta thì cứ khăng khăng là làm vì muốn tốt cho chị. Kỳ vậy trời, trong khi đó ổng cũng thường mua búp bê tặng chị này. Cũng có lúc cùng chị đi kiếm búp bê hàng hiếm. Xong tự nhiên đùng cái làm trò. Đúng là cạn lời,